Lễ cảm tạ thường niên của Hội Thánh chúng ta lại đến. Một dịp nữa để mỗi con dân Chúa được đếm lại những ơn lành phước lớn mà Chúa đã ban cho Hội Thánh và từng con dân Chúa trong suốt một năm qua. Trong năm qua, Hội Thánh cũng đã có nhiều tăng trưởng về thuộc linh. Con cái Chúa được thêm lên trong sự nhận biết Chúa cách cá nhân và có nhiều người tin Chúa thêm vào Hội Thánh. Hội Thánh cũng đã tập trung vào việc gây dựng đời sống thuộc linh tín hữu thông qua các lớp trường Chúa Nhật, lớp cuộc đời Chúa cứu thế, lớp tăng trưởng. Hội Thánh chúng ta có được 15 lớp trường Chúa Nhật với tài liệu Hành trình về đất hứa và số học viên hàng tuần khoảng 100 người với 18 giáo viên phụ trách. Bên cạnh lớp trường Chúa Nhật, Hội Thánh cũng tổ chức các lớp giáo lý báp têm và lớp tăng trưởng qua giáo trình phúc âm yếu chỉ và tăng trưởng trong Christ. Trong năm qua, Hội Thánh cũng đã tổ chức 3 thánh lễ báp têm với số lượng 62 tân tín hữu cầu lễ báp têm. Với tình yêu thương trong thân thể đấng Christ, năm vừa qua cũng là một năm có nhiều sự cảm thông, an ủi và thật nhiều lời cầu thay dâng trình lên Chúa cho những nan đề của các con cái Chúa. Tạ ơn Chúa về những cuộc đời được gặp Chúa, về sự giải cứu thăm viếng của Chúa trên Hội Thánh, với sự đồng hành và cầu thay của ông bà mục sư quản nhiệm, ban chấp sự, ban thăm viếng và các con cái Chúa có tấm lòng nhớ đến nhau trong giai đoạn khó khăn của anh em mình. Tin rằng khi tình yêu thương của Chúa tràn đầy trong mỗi chúng ta thì tình thương ấy sẽ tuôn tràn đến những người lân cận mình và lan tỏa đến tha nhân. Trong mùa Tết vừa qua, Hội Thánh đã tổ chức gói bánh chưng với hơn 200 bánh chưng bánh tét và 100 phần quà Tết được gửi tặng đến các gia đình khó khăn trong khu vực phường 14 quận 3 với tổng chi phí trên 87 triệu đồng. Hành động ý nghĩa này đã góp phần rao truyền danh Chúa và tình yêu của Ngài đến cộng đồng cư dân quanh khu vực Hội Thánh chúng ta. Đặc biệt là chương trình cắt tóc miễn phí từ tháng 2 đến nay đã thu hút số lượng thân hữu khá nhiều. Theo số liệu ghi nhận được, từ tháng 2 đến tháng 6, Hội Thánh tổ chức được 5 buổi cắt tóc miễn phí, đã có 245 thân hữu đến cắt tóc. Trong số đó, có 12 thân hữu đến dự chương trình truyền giảng và 6 người tin Chúa. Trong tinh thần yêu thương, sẻ chia, Hội Thánh chúng ta cũng đã đồng hành cùng các hội thánh xa xôi qua hoạt động quyên tặng quần áo đã qua sử dụng. Vào tháng 3 năm 2023, Ban Y tế Xã hội cùng với các cộng tác viên đã phân loại sắp xếp quần áo trước khi đi giặt sấy và gửi tặng các nơi có cần. Cảm ơn Chúa vì lòng nhiệt tình của các tín hữu và nhóm cộng tác giúp đỡ thực hiện các hoạt động khoan giếng nước sạch, lợp lại mái nhà, tạo sân chơi cho thiếu nhi, trao tặng thuốc men, quần áo cho các địa phương vùng sâu, vùng xa. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Ban Y tế Xã hội cùng các bạn thanh tráng, thanh niên đã thăm viếng kết hợp với một số hoạt động tương trợ đến chi hội Calian, xã Sơn Điền, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tháng 6 năm 2023, Ban Y tế Xã hội cùng các bạn thanh tráng, thanh niên đã đến thăm kết hợp với một số hoạt động tương trợ tại điểm nhóm Cung Múng, xã Đắc Som, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Với lòng khiêm cung nhận biết rằng người trồng kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Lời tạ ơn chân thành nhất xin dâng lên Đức Chúa Trời là đấng đã ban ơn gìn giữ, chăm sóc và làm cho Hội Thánh được lớn lên, kết quả trong sứ mạng Chúa giao tại phường 14 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và tại bất cứ nơi đâu mà Chúa cho phép mỗi con cái Chúa được vươn tới. Và mùa lễ cảm tạ năm sau, chúng ta lại thêm lên lời tạ ơn, ngợi khen Chúa về mọi phước thiêng liêng mà Ngài đã ban, luôn ban và sẽ ban cho con cái Ngài. Amen.